Khi bạn đang tìm kiếm một điều gì đó thì vũ trụ sẽ cho bạn ăn một quả vả. Chắc cụm từ affiliate, tiếp thị liên kết không còn xa lạ với nhiều người và nhiều bạn trẻ đã bắt đầu nó như là một sự nghiệp và khá là thành công. Thế thì U40 như mình thì có thể bắt kịp được không? Không giỏi quay dựng, không giỏi công nghệ thì có ra đơn được không? May mắn là được quen biết và làm bạn hơn 10 năm thì tháng trước Ruby có mở một lớp video ngắn affiliate A bờ cờ như mình cũng làm được và đồng hành ra đơn thì thôi đấy. Ok, và bạn dám cam kết thì mình dám học luôn nha. Và mình ra đơn thật nè. Đó. Tất tần tật, tuốt tuần tuột mình học từ con số 0. Bọn mình được học cách dựng lên khung nội dung, hoàn thiện một video, được tự định vị bản thân của mình để xây kênh bền vững. Team thì lúc nào cũng thúc giục và sát sao, hỏi tiến độ trong 5 ngày. Thêm cái là học qua Zoom nên rất là tiện lợi luôn. Cái cảm giác ý mà được cầm những đồng tiền đầu tiên từ affiliate rất là vui nha mọi người nha. Bao nhiêu năm, biết bao nhiêu là sản phẩm bản thân xùm quai luôn mà không biết cách tiếp thị ra làm sao nữa. Ai mà không chịu học hỏi thì đúng là phí hoài luôn đấy. Bà có muốn thêm thu nhập không? Link liên kết ở dưới đây nha. Học đi, kiểu gì cũng tinh tinh ra tiền.